Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với buổi trưa giá rẻ ngày hôm nay. Thì hôm nay thì bên cửa hàng Bảo cũng vừa về sản phẩm Osaka thương hiệu Nhật nha. Con máy này á thì giá thành bây giờ anh chị kiếm thương hiệu khác là không có mức giá nó tốt như con này rồi anh chị ạ. Đó, trưa hôm nay một con máy thương hiệu Nhật Osaka hàng chính hãng mà giá chỉ có là 390.000 là anh chị được một con máy này tay dài này, mình có thể là thợ thầy á thì mình xài vừa phải, còn gia đình thì cứ mài thoải mái luôn. Đó, bảo hành toàn bộ là 6 tháng, bảo hành là toàn bộ là phần rô ruột thôi nha. Còn anh chị nào á làm mà đứt dây là mình tự nối đấu các kiểu vậy á. Còn hết tham thì đương nhiên anh chị phải thay rồi, cái đấy nó quá dễ rồi. Đó, 390.000 cho một con máy mài thợ thầy nè, xài vừa phải thôi, còn gia đình thì xài rất là bền, thoải mái vi vu luôn nha. Quay vào con máy nha. Đó, công tắc bóp á là mình xài gia đình là được, cái á là anh chị có thể mua lam xích nè gắn vào để mình cắt cây luôn cũng được. Công suất con này coi bộ lớn à, lên đến là 850W, vòng tua máy là 11.000 vòng nha. Công tắc bóp đuôi dài nè, thang ngoài hết thang thì anh chị mình á thay thế nó cũng dễ hơn nha. Nếu mà không biết sửa mình tự thay luôn, lấy cái con ốc mà đầu vít á, vít dẹp á, mình thay vào máy là toàn bộ là dây đồng nha. Máy này là có công ty nhập khẩu chính hãng Osaka thương hiệu Nhật, nhưng mà nhà máy vẫn là lắp đặt tại Trung Quốc nha. Rồi bảo giới thiệu máy một tí xíu cho anh chị mình nè. Thứ nhất là tảng này nó cũng là tảng một tấc này, cốt là cốt thép nha. Cái phần này là sơn tĩnh điện nên là nó có kim tuyến bên trong, thiết kế màu đỏ nè, tay dài nè, công tắc bóp có khóa công tắc nha. Rồi dây dài tầm khoảng 2m, có su chống gài luôn. Hàng chính hãng là anh chị mua là yên tâm rồi. Đó, rồi bảo test công suất máy nha. Khá là êm nè, 850W thương hiệu Nhật là mình thấy hot 5 sao. Thương hiệu Osaka là thương hiệu bảo bán cũng khá là nhiều. Mức giá bình dân này, thích hợp là thợ thầy ít tiền xài với lại gia đình. Đó, nhiều lắm, êm nha, cực kỳ êm luôn, cốt một tấc, xài quá đà, hết hàng khá là lâu. Bảo cũng nói rồi, con máy này giờ là hầu như những công ty khác là bán 480 đến 500 cùng chất lượng, nhưng mà anh này vẫn giá tốt thì bảo làm cho anh chị mình buổi trưa thôi. Tay dài, công tắc bóp, dây đồng, hàng chính hãng công ty Osaka thương hiệu Nhật mà giá có 390 à. Rồi về phần thông số thì ngoài cũng có ghi nè, thấy không, điện 220, model máy là OSK 100-B32, tức là ruột lớn 32 nha. Rồi vòng tua máy là 11.000 vòng, cốt một tấc, bảo hành chính hãng, dây đồng 6 tháng, công ty chính hãng nhập khẩu là công ty Hoàng Mai. Đó, rồi anh chị nào mà muốn mua một con máy phân khúc giá mềm, giá rẻ, thợ thầy xài tầm giá tầm trung vẫn xài được, không đến nỗi là cắt 1-2 ngày hư, bảo hành 6 tháng, còn gia đình thì mình cứ thế là cắt vài năm cũng không hư được con này. Rồi thì liên hệ cho Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Anh chị nào á mà muốn xem Bảo làm clip về giá rẻ, hàng xả, hàng thanh lý hoặc là hàng bài thì mình bấm vào nút chuông để nhận clip tiếp theo nha. Rồi Bảo xin kết thúc video buổi trưa ngày hôm nay.